Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 42: Trời xanh mây biếc. Trốn cũ lạc thủy, trên nền bích lạc thập nhị cung ngày trước, một điện đường khi thế hoành tráng, trang trí tao nhã đang được xây lên. Huyền Úc Nguyệt Đán và Bích Liên Y đang đi xem xét tiến độ công trình, rất nhiều thợ mộc đang điêu khắc cột gỗ hoặc bắc xà nhà, vô cùng bận rộn. Huyền Úc Nguyệt Đán tuy không nhìn thấy gì, nhưng nghe tiếng gõ đục cũng có thể tưởng tượng đại khái khung cảnh này hưng thịnh ra sao. Bích Liên Y vừa đi vừa kể lại ngắn gọn thế cục giang hồ, đường lệ từ đại thắng phong lưu điếm ở núi Hảo Vân, bắt sống hơn 100 hồng, bạch y dịch sứ của phong lưu điếm, liễu nhãn bị thẩm lang hồn bắt đi, nay không rõ tung tích. Bây giờ chuyện quan trọng nhất trong giang hồ vẫn là tìm thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn, cho dù Phong Liêu Điếm đã bại, nhưng nếu không tìm được thuốc giải thì cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn là độc tính còn lại của tinh quỷ cửu tâm hoàn. Huyền Úc Nguyệt Đán mỉm cười yên lặng lắng nghe, không hề phát biểu ý kiến. Hắn cứ chậm rãi tiến lên, cho dù trên đường có mảnh gỗ hay hòn đá ngáng chân hắn cũng có thể bước qua từng cái một. Trốn giang hồ gió nổi mây vần, đường lệ từ sớm nắng chiều mưa phong lưu điếm thất bại thảm hại huyền úc nguyệt đán nghe xong chỉ khẽ cười giống như hắn bước qua một mảnh ngói áo trên người dày dưới chân chẳng dính một hạt bụi cung chủ có một vị cô nương cầu kiến một đệ tử áo xanh trên mặt vẫn còn hơi kinh ngạc báo với huyền úc nguyệt đán tôi đã báo với cô nương ấy rằng cung chủ đang bận việc không tiện gặp khách nhưng nàng ta lại nói mình là quân sư của phong lưu điếm muốn bàn giang hồ đại sự với cung chủ nếp nhăn nơi khóe mắt huyền úc nguyệt đán giãn ra một chút hóa ra là hồng cô nương của phong lưu điếm hãy mời nàng ấy đến bích tiêu các chờ một lát dâng trả lên đệ tử áo xanh kinh ngạc hỏi lại cung chủ muốn gặp nàng thật sao nhưng nàng ta không biết là thật hay giả lỡ đâu là kế huyền úc nguyệt đán mỉm cười ôn hòa vậy mời bích đại ca đi cùng ta một chuyến vậy bích liên y gật đầu hai người thong thả bước đi cùng nhau Bích Tiêu Các là tòa lầu gác cao nhất trong cả khu điện đường rộng lớn của Bích Lạc Cung, đã xây xong hơn một tháng trước. Trong khi huyền Úc Nguyệt đán giám sát công trình, nếu có khách bất chợt ghé thăm thì đều đón tiếp ở Bích Tiêu Các. Tòa lầu này tường trắng mói xanh, cao hơn năm trưởng, sạch sẽ trang nhã, tuy không có những hoa văn tinh tế khác thường nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh cao tiêu sái. Một cô gái áo trắng đứng bên cửa sổ, da trắng như tuyết, chân mày đượm buồn, ngắm nàng từ xa tự thành một cảnh đẹp. Bích liên y theo huyền Úc Nguyệt Đán thong thả tiến tới, vừa ngừng đầu lên, đáy lòng đã hơi chấn động, không thể nói rõ đây là cảm giác gì, tâm trí chợt cảm thấy mất mát. Hắn đã hộ vệ cho hai đời cung chủ Bích Lạc Cung, đến nay là 30 năm, xưa nay vẫn luôn tận trung với chức trách của mình, không hề nghĩ đến chuyện khác. Nhưng lúc này hắn chợt nảy sinh lòng yêu mến, không liên quan đến thiện ác đúng sai, chỉ đơn thuần là vì nét kinh diễm thu trọn trong một ánh mắt mà thôi. Hồng cô nương đứng bên cửa sổ nhìn về phương xa nhưng ánh mắt lại đổ dồn lên người huyền úc nguyệt đán. Người đứng dưới gác cao mỉm cười bước tới quả nhiên là một thiếu niên gầy yếu non nớt y như lời đồn. Đôi mày thanh tú của nàng trao lại, rốt cuộc phải tiết phục như thế nào mới khiến huyền úc nguyệt đán giúp nàng một tay. Huyền úc nguyệt đán là ai chứ? Là kiêu hùng trước mặt Kiêu Hùng, nàng tốt nhất vẫn nên nói thật. Chẳng mất bao lâu, Huyền Úc Nguyệt Đán đã bước lên thềm. Đi bên cạnh hắn là một vị áo xanh tuấn lãng tiêu sái, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đây là Bích Lạc đệ nhất nhân Bích Liên y trong truyền thuyết. Hồng cô nương khẽ ngẩng đầu, rồi lại gật đầu với Huyền Úc Nguyệt Đán, nhưng không hành lễ. Huyền Úc cung chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền hàng mi đẹp đẽ của huyền úc nguyệt đán hơi nhướng lên, có người dâng lên hai chén trà xanh. huyền úc nguyệt đán ngồi xuống ghế trước, mỉm cười với nàng. mời hồng cô nương ngồi. bích liên y đứng sau lưng hắn, mắt nhìn hồng cô nương không chớp. còn hồng cô nương lại nhìn huyền úc nguyệt đán không chớp mắt. huyền úc cung chủ đối đãi với ta như khách quý, có thể thấy bích là cung vang danh chín tầng mây không phải là may mắn. trong thiên hạ này chẳng mấy ai có thể bình tĩnh khi gặp mặt ta đâu. À, Hồng Cô Nương là nhân vật cỡ nào? Huyền Úc Nguyệt đán nói. Lại đi cả chặng đường xa xôi đến Bích Lạc Cung để bàn chuyện, vậy đây nhất định là chuyện đáng nghe. Hồng Cô Nương nâng chén trà lên uống một hớp. Đúng vậy, ta vượt đường xa tới đây, chỉ vì muốn nói rõ chân tướng phong lưu điếm với Huyền Úc Cung Chủ, cũng mong được Huyền Úc Cung Chủ giúp đỡ một tay. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười nói. Ồ, Hồng cô nương mong được Bích Lạc Cung giúp đỡ một tay, vậy có lý do nào thích đáng không? Hồng cô nương đáp. Thuốc giải của tinh quỷ cửu tâm hoàn có tính là một lý do phù hợp không? Huyền Úc Nguyệt Đán ngưng lại một hồi, lát sau hắn nhẹ nhàng nói. Thuốc giải của tinh quỷ cửu tâm hoàn quả nhiên là một lý do trọn vẹn, nhưng Hồng cô nương cớ sao không nhờ kiếm hội Trung Nguyên giúp đỡ, mà lại nhờ Bích Lạc Cung của ta? Ta tin với lý do này thì thiệu tiên sinh của kiếm hội sẽ cảm thấy hứng thú hơn ta nhiều. Hồng cô nương mỉm cười yêu kiều, bởi vì ta tin thuốc giải của tinh quỷ Cửu Tâm Hoàn sẽ có ích với Bích Lạc cung nhiều hơn là với Kiếm hội Trung Nguyên. Mà Kiếm hội Trung Nguyên vừa dốc sức đánh bại Phong Lưu Điếm trên núi Hảo Vân, nếu Huyền Úc cùng chủ thật sự có lòng muốn trở về Trung Nguyên xưng vương thiên hạ, thì thuốc giải tinh quỷ Cửu Tâm Hoàn là một quân cờ tốt để không đánh mà thắng. Nếp nhăn đẹp đẽ nơi khóe mắt Huyền Úc Nguyệt Đán hơi giãn ra. "Việc này," Hồng cô nương khẽ thở dài, gương mặt xinh đẹp thanh nhã bỗng hiện lên vẻ uất ức. Thực sự không dám giấu giếm, phong lưu điếm gặp đại loạn, chủ nhân bị người ta loại trừ hãm hại, này đã mất hành tung. Bây giờ kẻ chủ trì việc lớn trong điếm không còn là chủ nhân nữa, mà rốt cuộc là kẻ nào ta cũng không biết. Nàng ngừng đầu lên nhìn đăm đăm vào huyền úc nguyệt đán. Tinh quỷ cửu tâm hoàn do chủ nhân tự tay làm ra, cho nên muốn có thuốc giải thì nhất định phải do chủ nhân đích thân điều chế ta mong được Bích Lạc Cung giúp đỡ một tay tìm chủ nhân về, khi ấy Bích Lạc Cung sẽ có được thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn, quét sạch phong lưu điếm, xưng vương thiên hạ. Chỉ cần để chủ nhân rời đi sau khi có được thuốc giải, thì từ nay ta nguyện tận tâm tận lực phò tá Bích Lạc Cung xưng vương thiên hạ, cho dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Nàng cất giọng sang sảng, từng câu từng chữ đều thốt ra từ tận đáy lòng. Lời ta nói câu nào cũng thành tâm thành ý, nếu có chỗ nào lừa dối thì trời xanh phạt ta đời này kiếp này không được gặp lại chủ nhân, vĩnh viễn không biết tung tích an nguy của hắn, cả ngày lẫn đêm không có một giấc ngủ yên, cho đến khi chết già. Không ngờ nàng lại buông lời thề độc đến vậy, một cô gái trẻ tuổi thanh nhã lại không hề giấu giếm tình yêu sau đắm đối với chủ nhân trước mặt người ngoài, vì hắn mà bôn ba vạn dặm, vì hắn mà trở mặt theo địch, vì hắn mà dấn thân vào hiểm nguy, mối tình si sâu nặng này người thường không sao tưởng tượng nổi đối với một cô gái như vậy thì chẳng có lời thề nào độc hơn. Đời này kiếp này không được gặp lại chủ nhân, vĩnh viễn không biết tung tích an nguy của hắn, cả ngày lẫn đêm không có một giấc ngủ yên, cho đến khi chết già. Chấm, huyền úc nguyệt đán dịu dàng hỏi, quý chủ nhân là hắc y tỷ bà khách liễu nhãn. Hồng cô nương gật đầu. Nếu cung chủ quen biết với chủ nhân thì sẽ thấy thật ra hắn không phải kẻ xấu. Những chuyện chủ nhân làm ra một nửa là do quá khích, một nửa là bị người ta lợi dụng." Huyền Úc Nguyệt Đán nói, "Thì ra là vậy, nếu trên đời này có người biện hộ cho những việc làm của Liễu Nhãn, thì chỉ e 100 người nghe sẽ có 99 người cảm thấy hoang đường nực cười." Nhưng Huyền Úc Nguyệt Đán lại thành tâm thành ý nói một câu, "Thì ra là vậy." Hồng cô nương ngẩn người, cảm thấy nói chuyện với người này, một là không lo bị phản bác chế diễu, hai là không ghét hắn ngồi trên môi cao, ba là không sợ hắn chờ mặt ra tay vị bích lạc công chủ này danh chấn giang hồ, vốn nổi danh sắt đá. Vậy mà khi trò chuyện lại cho người ta cảm giác như đắm mình trong gió xuân, tâm tư bình tĩnh. Thở dài một hơi, nàng lại nhấp một ngụm trà. Ta không rõ rốt cuộc phong lưu điếm đã nổi lên như thế nào. Ba năm trước ta làm khách ở trà hội nha thuyền, quen được một cô gái áo trắng của phong lưu điếm, vì lòng hiếu kỳ mà gia nhập vào, từ đó không thể thoát ra được nữa. Năm đó ta ở phiêu linh nghi huyền, nơi ở cũ của phong lưu điếm thấy những cơ quan kỳ diệu ta chưa từng gặp những độc dược quái trùng ta không tưởng tượng nổi còn có vài người bịt mặt từ võ công đến cách ăn nói đều không tầm thường tuy ta không phải người trong giang hồ nhưng cũng hơi hiểu chuyện giang hồ biết mình gặp được kỳ nhân nhưng không biết mặt mũi trông như thế nào tên họ ra sao trong đó có một người đội mũ đen che mặt bằng sa đen một ngày kia ta tò mò lựa lúc hắn đang chuyên tâm vẽ tranh ta bất ngờ giật khăn che mặt của hắn nàng hơi khựng lại sau một lúc mới hạ giọng nói sau đó ta sững sờ rất lâu cúi đầu xuống mới thấy hắn đang vẽ một bộ xương hắn chính là liễu nhãn uyển úc nguyệt đán dịu dàng hỏi vô cùng kiên nhẫn mặc dù đáp án đã quá rõ ràng rồi hồng cô nương gật đầu hắn chính là liễu nhãn hắn là một mỹ nam tử uyển úc nguyệt đán mỉm cười nghe đồn liễu nhãn có tướng mạo kinh diễm khiến trăm nghìn nữ tử nghiêng ngả vì mình đó nhất định là một dung mạo hiếm thấy trên đời hồng cô nương hạ giọng nói nhưng trong mắt hắn có gì đó thiếu sót giống như cuộc đời hắn thiếu đi thứ quan trọng nhất khiến cho hắn cả đời không được vui vẻ khi đó ta đã muốn mình có thể giúp gương mặt hắn trở nên rạng rỡ tươi cười nàng khẽ thở dài khi đó hắn chỉ là khách mời của phong lưu điếm mà chủ nhân đích thực của phong lưu điếm ngày ấy rốt cuộc là ai đến giờ ta vẫn chưa biết không lâu sau đó Liễu Nhãn bắt đầu pha chế độc dược cho phong lưu điếm, những cô gái áo trắng áo đỏ trong phong lưu điếm ngày càng đông. Khi quy mô bắt đầu lớn dần thì những người bịt mặt kia cũng dần dần biến mất, Liễu Nhãn trở thành chủ nhân phong lưu điếm, mà đông công chúa Phủ Thúy, Tây công chúa Tây Phương Đào, thậm chí Bạch Tố Sa, Hồng Thiền Nương Tử lại lần lượt gia nhập phong lưu điếm. Ta vẫn hoài nghi trong số những quý nhân mới gia nhập có kẻ nằm trong đám người bịt mặt năm ấy, nhưng đến giờ vẫn không thể điều tra rõ rốt cuộc là ai. Nhưng dẫu là ai thì mục đích chúng đổi thân phận cũng là để liễu nhán trở thành đích nhắm của mọi người, làm vật thế thân cho mình. Kẻ có tội thực sự ẩn nấp trong bang hội, chỉ cho người ta ngửi thay mùi mà không sao nhìn rõ mặt, chuyện đáng sợ nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Ý hồng cô nương là cuộc chiến ở núi Hảo Vân vừa hay xác nhận điều này, có người coi liễu nhán như quân cờ thí vứt ra khỏi ván cờ, Phong lưu điếm dễ dàng thất bại là có mưu đồ khác, phải không? Đôi mắt trong veo đẹp đẽ của huyền Úc Nguyệt Đán dường như thật sự chăm chú ngắm nhìn hồng cô nương, dáng vẻ nghiêm túc lại hơi non nớt kia khiến người ta dễ dàng bộc bạch hết sức tự nhiên trôi chảy. Hồng cô nương thở dài. Đúng vậy, người thất bại là liễu nhãn, không phải phong lưu điếm. Giang hồ thắng một giả tướng, chỉ e sẽ thua dưới tay chân tướng. Chân mày huyền Úc Nguyệt Đán hơi nhướng lên. Cô nương cho rằng chân tướng là gì? Chân tướng, chính là không ai biết kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này sẽ làm đến bước nào." Hồng cô nương âm u nói, "Có khi, cả Phong Lưu Điếm và Liễu Nhãn đều là một quân cờ của hắn, một quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ để lót đường cho mình. Rốt cuộc hắn là ai? Mưu đồ thực sự là gì? Sau này sẽ ra sao? Hắn muốn bao nhiêu người chết dưới tay mình mới đủ? Huyền Úc công chủ, ta không muốn đối đầu với người như vậy." nhưng lúc này mà không đối địch thì sau này khi chân tướng đổ bể, chị e đã không kịp trở tay nữa. Nàng nhìn huyền úc nguyệt đán bằng ánh mắt đau thương. Thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn, chân tướng của phong lưu điếm, mối họa tương lai của giang hồ cộng thêm cái mạng của tiểu hồng, đổi lấy bình an cho chủ nhân, huyền úc cung chủ, ngài đổi hay không? Hàng mi huyền úc nguyệt đán khẽ nâng lên, một lúc lâu sau hắn mới nói. Việc này, cho dù ta đồng ý với cô, cũng là lừa gạt cô thôi hồng cô nương chấn động toàn thân huyền úc nguyệt đán lại khe khẽ thở dài có những người mà an nguy cả đời họ không phải do cô hay ta quyết định chỉ e cũng không phải người đời nói là xong hay bản thân hắn nói là được hắn lại dịu dàng thở dài một hơi mưu sĩ chỉ tính được tình thế nhất thời huyền úc cung chủ hồng cô nương đứng lên quỳ bịch xuống trước mặt hắn vậy không nói chuyện thế cục nữa tiểu hồng cầu xin ngài cứu mạng hắn coi như là cung chủ đại từ đại bi mang ý nguyện vĩ đại là cứu một người. Nàng quỳ xuống khiến Bích Liên Y kinh hãi, huyền Úc Nguyệt Đán đưa tay ra nâng nàng dậy. Ta có thể giúp cô tìm người, nhưng không thể giúp cô cứu hắn. Nước mắt hồng cô nương đã tràn khóe mi, là mừng đến phát khóc. Đa tạ cung chủ. Bích Liên Y trông thấy cảnh này chỉ còn biết lắc đầu, một cô gái si tình như vậy lại lầm đường lạc lối, quả là chuyện đáng tiếc. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Uyển Úc Nguyệt đán phái đệ tử trong cung thu xếp cho Hồng cô nương một phòng khách để nghỉ, nếu có tin về Liễu Nhãn hắn sẽ đến thông báo. Còn những tin tức phức tạp của Phong Liêu Điếm thì hắn bảo nàng viết thành thư, liệt kê hết điểm đáng ngờ và các khả năng rồi gửi đến núi Hảo Vân. Hồng cô nương đồng ý hết, Bích Liên Y đưa nàng đến phòng khách, nhìn nàng một cái rồi thong thả lướt đi. Hồng cô nương vào ở phòng khách, kìm lòng không nổi mà thở ra một hơi thật dài huyền úc nguyệt đán thật khó lông lạc dù nàng đã thổ lộ chân thành thậm chí còn khóc lóc như mưa như gió cũng không khiến hắn đồng cảm mảy may suy nghĩ của hắn vẫn bình thản rõ ràng như cũ một người như vậy nhất định phải loại bỏ giúp tôn trù nàng đứng trước cửa sổ lẳng lặng suy tư không cần biết kẻ nào đang giở trò trong phong liêu điếm chỉ cần liễu nhãn còn sống nàng sẽ vì hắn mà đoạt lại quyền khống chế phong liêu điếm sau đó vì hắn mà tranh đoạt thiên hạ này. Thiên hạ là một từ tràn đầy mê hoặc, ai mà tin được tỷ nữ tiểu hồng lại mang tâm tư tranh đoạt thiên hạ. Nhưng từ thuở thơ ấu nàng đã có rồi, chẳng qua năm xưa có lòng tranh đoạt thiên hạ là vì bản thân, mà bây giờ là vì nam nhân mình yêu tha thiết. Từ nhỏ nàng đã rất thông minh, mọi người đều khen nàng thông minh, thông minh ở đây có nghĩa là nàng dễ dàng làm được chuyện mình muốn làm hơn những người bình thường khác men theo dãy núi Vũ Di ngược về hướng Bắc, đi mất chừng nửa tháng sẽ bước vào địa phận núi Cô Tô. Tô Châu là đô thành của nước Ngô thời Xuân Thu, sau khi Việt Vương diệt nước Ngô thì thuộc về nước Việt, nước Sở diệt Việt lại thuộc về nước Sở. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, nơi đây trở thành quận hội kê thuộc huyện Ngô. Năm trinh minh đầu tiên của Hoàng đế thứ năm nhà Trần, một gom huyện Ngô, Gia Hưng và huyện Lâu Lại, lập nên Ngô Châu năm khai hoàng thứ 9 nhà Tùy, hai, do đất này nằm cạnh Thái Hồ, có đài Cô Tô, nên đổi Ngô Châu thành Tô Châu, cái tên Tô Châu có nguồn gốc như vậy. Một, Trinh Minh là niên hiệu của hậu chủ Trần Thúc Bảo từ năm 587 đến 589. Năm Trinh Minh đầu tiên tức năm 587. 2. Khai Hoàng là niên hiệu của Dương Kiên từ năm 581 đến 600. Năm Khai Hoàng thứ 9 tức năm 589. Trong thành Tô Châu người đi lớp lớp như sóng, hôm ấy là 19 tháng 6, ngày sinh Quan Âm Đại Sĩ, người ta đến những chùa miếu nổi danh như chùa Tây Viên, chùa Hàn Sơn, tháp Bắc chùa báo ân dâng hương ùn ùn không dứt, những quầy bán hương dọc hai bên đường cũng nhờ đó mà ăn nên làm ra. Một cỗ xe ngựa lẫn trong dòng người men theo đường núi chậm chậm, chậm chạy đến chùa Linh Nguyên ở Đông Sơn. Người khác tới đây để dâng hương cho Quan Âm và ngắm khung cảnh náo nhiệt không khỏi hớn hở vui mừng. Thế mà cỗ xe ngựa này chỉ yên lặng lăn bánh, phu xe sắc mặt nhợt nhạt ánh mắt đờ đẫn, thân xe treo rèm đen chắn mọi ánh mắt, không ai nhìn ra người ngồi bên trong rốt cuộc là ai. Có người để ý cỗ xe ngựa này lâu lắm rồi, người này họ lâm tên bô, là người tiền đường, là danh sĩ nổi tiếng đất giang hoài. Hôm ấy hắn cũng thuê một cỗ xe ngựa đến chùa linh nguyên ở đông sơn chẳng qua không đi dâm hương mà đi thưởng trà. Cỗ xe ngựa màu đen trước mặt trung đường với hắn, từ Hàng Châu đi tới Tô Châu, đồng hành suốt dọc đường nên liên tục nhìn thấy nó, thế mà người trong xe chưa từng lộ mặt, càng chưa bao giờ chào hỏi hắn nửa câu. Nhưng điều khiến hắn tò mò không chỉ là xe ngựa này âm u quái dị, mà là suốt quãng đường xe ngựa này đi qua, không ít nhà giàu sang mất tiền của mà những cao thủ y thuật nổi danh dọc đường đều được mời vào trong xe ngựa một lúc. Không biết người ngồi trong xe rốt cuộc là ai, là kẻ trộm hay là người bệnh. Một con bạch mã lấm tấm hoa mai chậm chậm đi cạnh xe ngựa của Lâm Bô, hắn quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ áo tím xinh đẹp tuyệt trần đang lẳng lặng cưỡi ngựa đi. Trên yên ngựa của nàng đeo một thanh trường kiếm, nổi bần bật giữa đám đông thu hút rất nhiều người liếc nhìn, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ nhưng hai mắt cô gái này lại thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, để mặc cho con ngựa đi về phía trước, muốn đi đâu nàng cũng không để ý. Lâm bồ nhìn xe ngựa màu đen phía trước, lại nhìn sang thiêu nữ áo tím bên cạnh, càng nhìn càng thấy lạ, chẳng lẽ hôm nay trong chùa Linh Nguyên sắp xảy ra chuyện lớn gì sao? Đi chưa được bao lâu đã đến cửa chùa Linh Nguyên, Lâm bồ xuống xe trả tiền, chậm rãi đi ra sau núi. Trên động đỉnh Đông Sơn, sau chùa Linh Nguyên có rừng trà dại, trong rừng có đào, mai, hạnh, mận, hồng, quất, bạch quả, thạch lựu, mộc lan, ngọc lan, trúc xanh, đủ các loài cây mọc xen lẫn với trà, cho nên hương trà thoang thoảng thơm phức, không giống trà mọc ở vùng khác. Hắn lặn lội đường xa đến đây, một nửa là do trụ trì thanh nham của chùa Linh Nguyên mời hắn đến thưởng trà, nửa còn lại là đi ngắm kỳ cảnh hiếm có trên thế gian này. Nhưng hắn chậm rãi đi ra sau núi, con bạch mã lốm đốm tựa hoa mai kia cũng lộc cục rào bước theo sau, mà cỗ xe ngựa màu đen kia chẳng hiểu vì sao cũng rúc vào con đường núi nhỏ hẹp khó đi này. Trên con đường tĩnh lặng sau núi, Lâm Bô đi một mình, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã nghênh ngang vượt qua hai người, đoạt lấy vị trí dẫn đầu. Mà con ngựa của thiếu nữ áo tím bỗng dưng đi chậm lại, sau một hồi yên lặng, chợt nghe thiếu nữ trên ngựa thở dài xa xăm tiên sinh, tiên sinh một mình đi vào chỗ vắng lặng hoang vu này, không biết là vì chuyện gì. Lâm bồ hơi ngẩn ra, hắn không ngờ thiếu nữ đang hồn bay phách lạc này lại mở miệng trước. Nơi đây là chốn rào chơi quen thuộc của tại hạ, đơn thuần là đến du sơn ngoạn thủy thôi, không biết cô nương sao lại tới đây nhỉ. Thiếu nữ áo tím xoay người xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi bước đi, khẽ đáp. Ta ư, ta đã làm chuyện xấu mà trước đây chưa từng nghĩ đến, không có nơi nào để đi, Nghe nói bên trong chùa Linh Nguyên ở động đỉnh Đông Sơn có một con suối thiêng, có thể trị bệnh về mắt và tâm bệnh cho người ta, cho nên ta muốn đến xem thử. Nàng thở dài, "Nếu tiên sinh là du khách quen thì có thể dẫn đường giúp ta không?" Lâm Bồ hớn hở cười đáp, "Đương nhiên rồi, suối kia ở trong núi, nhưng giờ này sắc trời đã tối mà đường vẫn còn khá xa, nơi này hoang vu hẻo lánh." Cô gái áo tím nói, "Ta không sợ yêu ma quỷ quái." lầm bồ liếc nhìn bao kiếm nàng treo trên yên ngửa thầm nghĩ một cô gái trẻ tuổi đeo thêm thanh trường kiếm thì đề phòng được đạo tặc nào cơ chứ Tùy hắn vừa bước qua tuổi trưởng thành nhưng dấu chân đã in khắp đại giang nam bắc gần đây triều đình lại định khởi binh đánh lên phương bắc tình thế hơi loạn đạo tặc vùng lên tuy đông sơn vẫn thu hút đông đảo du khách nhưng cũng khó đảm bảo an toàn nhưng vị cô nương này dường như có chuyện đau lòng nên hắn không nỡ khéo léo từ chối Suối thiêng trong núi linh nghiệm thật sao?" Thiếu nữ áo tím hỏi. Lâm Bồ mỉm cười đáp, "Trong núi ngắm nhật nguyệt, ấm lạnh tự mình hay. Ai nói linh thì là linh, người nói không linh thì là không linh. Cô thấy không linh, chưa chắc mọi người đều thấy không linh. Linh với mọi người, cũng chưa chắc đã linh với cô." Đôi mắt ảm đạm của thiếu nữ áo tím chợt sáng lên. "Lời lẽ của tiên sinh thật không tầm thường, xin hỏi danh tính là gì?" Lâm Bồ đáp, không dám, tại hạ họ lâm, tên bô, tự quân phục. Hắn chỉ nghĩ thiêu nữ áo tím này không hiểu thế sự, quá nửa là không biết đến thanh danh của hắn ở giang hoài, nhưng không ngờ nàng lại nói. Hóa ra là hoàng hiền tiên sinh, chẳng trách. Lâm bô hơi bất ngờ. Cô nương là cao đồ của vị tiên sinh nào? Hắn là người trong thôn hoàng hiền đại lý, thuở nhỏ đã rời nhà ngao du, bạn bè chiêu đùa gọi là. Hoàng hiền tiên sinh, ta, thiếu nữ áo tím ngập ngừng. Ta họ chung, tên kép xuân kế. Nàng không nhắc đến sư phụ mình là ai. Lâm bồ mỉm cười. Họ chung, cô nương không phải người Hán sao? Trung xuân kế ảm đạm nói. Ta không biết, sư phụ chưa từng nói cho ta thân thế của mình. Liễu nhãn kể. Ở vùng rừng núi Mân Nam có dân tộc xa, nhiều người lấy họ chung, Lam. Trung Xuân Kế ngơ ngác một hồi rồi lắc đầu. Ta không biết gì cả, chuyện trên đời này ta biết rất ít biết đến Hoàng Hiền Tiên Sinh, chứng tỏ lai lịch nàng chắc chắn không tầm thường, nhưng cớ sao lại mất hồn mất vía như vậy? Lâm Bồ càng cảm thấy kỳ lạ, chợt nghĩ đến một việc. Trung cô nương đi cùng đường với cỗ xe ngựa màu đen vừa đi đằng trước kia à? Trung Xuân Kế hơi ngẩn ra. Xe ngựa màu đen? Nàng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vừa rồi có cỗ xe ngựa màu đen chạy qua bên cạnh nhưng nàng nhìn mà không thấy, giờ đây lại càng không nhớ ra nổi. Lâm Bồ nói. Của xe ngựa kia hành tung kỳ lạ, ta e kẻ ngồi bên trong là đạo tặc. Nói đến đây hắn kể lại tỉ mỉ hành tung kỳ lạ của cỗ xe ngựa kia, Trung Xuân kế nghe hắn kể mà trong lòng cứ mù mờ. Nếu là trước kia, nàng đã rút kiếm ra truy tìm xe ngựa từ lâu rồi. Nhưng từ ngày đâm đường lệ từ một kim ở phiêu linh mi huyền rồi chạy ra khỏi sơn cốc, nàng không biết mình đang làm gì nữa. Mấy hôm trước không có lộ phí nên tùy tiện cướp vàng bạc của một gia đình ven đường, lại thêm 2, 3 ngày sau nàng mới chợt nghĩ gia đình kia giữ bạc trong nhà phải chăng là có việc gì cần dùng gấp. Nhưng nàng không những cướp bạc mà còn quen tay tiêu hết, muốn trả cũng không biết phải trả thế nào. Lúc này nghe Lâm Bô nhắc đến đạo tặc, tim nàng đập thình thình, không biết chuyện mình làm có tính là đạo tặc trong miệng hắn không. Bây giờ rốt cuộc nàng là người tốt hay người xấu? Lâm Bồ thấy sắc mặt nàng quái lạ, chỉ nghĩ là nàng nghe nhắc đến đạo tặc thì sợ hãi, cảm thấy hơi hối hận vì đã nhắc tới cỗ xe ngựa màu đen kia. Đúng lúc hai người đều đang ngẩn ngơ, bỗng trong rừng sâu truyền đến một tiếng hét chói tai của phụ nữ. Lâm Bồ giật mình kinh hãi, Trung Xuân Kế nghe vậy thì nhảy vút lên ngựa, hơi do dự một chút rồi nhấc Lâm Bồ lên ngồi phía sau, kéo dây cương dục ngựa đưa hai người chạy đến nơi phát ra tiếng hét kia. Lâm Bồ còn chưa kịp phản ứng đã ngồi trên ngựa, vô cùng bất ngờ vì thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh này lại có sức lực lớn đến vậy. Vó ngựa Mai Hoa Nhi lướt như gió, chỉ trong chốc lát đã lao đến nơi vừa phát ra tiếng hét kia. Nhưng vừa đến đó, Trung Xuân Kế đã chấn động toàn thân, ngẩn ra tại chỗ không hề nhúc nhích. Lâm Bồ chờ mình xuống ngựa, chỉ thấy trước mắt có một đám người áo đỏ vây quanh một cô gái áo đen che mặt. Một cỗ xe ngựa màu đen bị lật, vỡ tan tành trên đất, phu xe đầu lìa khỏi xác, mà trên ngọn cây cao có người dùng một tay bám vào nhánh cây, treo trên không trung bồng bềnh theo gió. Đám người áo đỏ dưới đất đều cầm đao kiếm, chỉ chờ lệnh là đồng loạt lao lên chém chết hai người. Lâm bồi nhìn tình hình trước mắt thì tái mặt, có thi thể nằm dưới đất, cảnh tượng thảm khốc như vậy cả đời hắn không gặp nhiều, phải làm sao đây? Nên quay lưng chuồn lẹ hay xông lên chết chung một cách vô ích. Người bám trên cây lộ ra nửa cánh tay, mũ đen bay phất phơ trong gió, nửa cánh tay lộ ra trơn nhẵn trắng như tuyết, mang theo nét yêu mị mê hoặc khó tả. Đây chẳng phải, chẳng phải là người cho nàng một bình thuốc độc trong rừng cây hôm đó, muốn nàng đâm kim vào đường lệ từ sao? Sau khi đâm cây kim kia, nàng đã nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên hiểu ra người này bảo nàng đâm đường lệ từ chắc chắn không có ý tốt, mà chỉ muốn mượn tay nàng loại trừ kinh địch mặt trung xuân kế sám quét như cho, tay đẻ lên chuôi kiếm. Kẻ này bị người ta truy sát, nàng phải làm sao đây? Cô gái áo đen bị đám người áo đỏ vây lại, trong tay nàng cầm một thanh trường đao. Trường đao múa may, nàng vung từng đao từng đao đao vào đám người áo đỏ vây quanh, nhưng võ công nàng quá kém, không phải đối thủ của bọn họ, thua trận bị thương chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trung Xuân Kế ngơ ngác nhìn cảnh tượng này hiển nhiên người áo đen kia bị thương nặng, nếu không làm sao có thể để một đám lôm côm bắt nạt như vậy chứ. Chỉ cần nàng không cứu, chỉ cần nàng không ra tay giúp đỡ, hai người này chẳng bao lâu nữa sẽ ngã gục ra đất, mà chuyện nàng đâm kim đường lệ từ, suy nghĩ ích kỳ xấu xa trong lòng nàng sẽ không còn ai biết nữa. Một tiếng, keng vang lên, trường đao của cô gái áo đen che mặt rơi xuống đất, tên áo đỏ đá nàng một cú ngã lăn ra đất, chỉ chờ bị đâm chết mà có kẻ đã leo lên cây, bổ đao vào cành cây mà người áo đen đang bám. Thấy cảnh tượng này, Trung Xuân kế cắn răng rồi xoay cổ tay, ánh kiếm lao thẳng về phía Lâm Bô đi cùng nàng tới đây. Lâm Bô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ bị đâm một kiếm như vậy, trường kiếm đâm xuyên ngực hắn đánh. Phập một tiếng, Lâm Bô khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ áo tím đi cùng mình đến đây đã thu kiếm lại, dục ngựa phóng đi không quay đầu. Mài hoa nhi tung vó phi như bay, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Tại sao? Lâm Bồ há hốc miệng, ngửa mặt lên trời ngã gục xuống. Tại sao nàng ta, trước khi trời đất quay cuồng, hắn chợt hiểu, bởi vì nàng ta định thấy chết không cứu. Mà ở đây chỉ có một người duy nhất biết nàng ta thấy chết không cứu là hắn, cho nên nàng ta mới giết người diệt khẩu. Thật là một cô gái ác độc. Khi Lâm Bồ mất đi, trong rừng cũng có người thở dài đúng là một cô gái ác độc sau tiếng thở dài này đám người áo đỏ nhao nhao lùi lại lá cây trong rừng bay tán loạn từng mảnh từng mảnh cứa vào người tóe máu chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết đám người áo đỏ bị lá cây rạch ra mấy vết thương trên người bất ngờ ngã xuống đất chết ngay lập tức hóa ra là chúng kịch độc trong nháy mắt đám áo đỏ còn lại thấy tình hình quái gở không hẹn mà cùng thét lên rồi quay đầu chạy mất dạng phù du thoáng gặp vườn xuân năm nay lại bớt người năm ngoái rồi. Ây, muốn vô tư sống qua ngày thật khó khăn, khó quá chừng, khó ơi là khó, khó đến nỗi đi vòng ra sau miếu hòa thượng cũng gặp người ta giết người phóng hỏa nữa, A-di-đà Phật. Trong rừng bước ra một thiếu niên cầm quạt lông vũ phe phẩy, gương mặt tròn trịa, hai gò má ửng đỏ, mặc áo khoác màu vàng, chiếc quạt trong tay làm từ lông vũ đỏ rực như lửa. Áo vàng quạt đỏ, lại thêm sắc mặt đỏ hây hây thần thái tùy tiện và nụ cười phảng phất, người này toàn thân tràn đầy niềm vui, nhưng cũng rực rỡ chói mắt, dẫu là ai đứng cạnh hắn cũng không có được ánh hào quang trói lọi như hắn. Ngươi là ai? Cô gái áo đen che mặt kia bò dậy từ dưới đất rồi cất giọng trầm thấp, nghe giọng nàng có vẻ rất già. Người áo vàng vẫy quạt đáp lễ. Tài hạ họ Phương, tên thường gọi là Bình trai, biệt danh Vô ưu vô lự, sống trên đời chẳng mấy khi làm việc tốt. Đây là lần đầu tiên cứu người. Cô gái áo đen nhảy lên ôm người áo đen treo trên cây xuống. Người cứu chúng ta, thật lòng cảm ơn ngươi. Phương Bình Trai nói. Không cần phải khách khí, sông có khúc người có lúc, Phương Bình Trai thi thoảng cũng cứu người mà. Cô gái áo đen hỏi. Vậy ngươi muốn chúng ta báo đáp thế nào? Phương Bình Trai áo vàng quạt đỏ cười ha ha. Nếu hai người chịu kéo khăn che mặt xuống cho ta xem, thì cũng coi như báo đáp ta rồi. Cô gái áo đen kia lại đáp. Ta không muốn. Nam tử đội mũ đen che mặt đương nhiên là liễu nhãn, mà cô gái che mặt võ công kém cỏi này chính là Ngọc Đoàn Nhi. Nàng vốn không muốn rời khỏi rừng rậm, nhưng liễu nhãn nói phương thuốc trị được bệnh lạ cho nàng phải dùng đến những nguyên liệu như lá trà, hạt nho, hoa anh thảo, hạt tía tô luyện thành, vì chế thuốc nên hai người không thể không ra khỏi núi. Mà sau khi rời núi, chuyện trộm cắp xảy ra dọc đường đương nhiên là do hai người gây ra. Ngọc Đoàn Nhi tâm tư ngây thơ đơn thuần, liễu nhãn bảo nàng trộm thì nàng lập tức ra ngoài trộm, tuy trong lòng cảm thấy không đúng nhưng cũng không ái náy nhiều lắm, dù sao nàng trộm không nhiều mà cũng toàn trộm của nhà giàu. Còn mời danh y đến trần bệnh lại càng hiển nhiên, căn bệnh lạ hiếm gặp của Ngọc Đoàn Nhi khiến không ít đại phu tấm tắc ngạc nhiên, lưu luyến quên đường về, nhưng dù là danh y nào cũng không trị được chứng lão hóa sớm này. Cứ thế đi thẳng một mạch về phương Bắc, đi dần đến Tô Châu, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. Hôm nay đột nhiên bị một đám người áo đỏ vây công, nghe tiền căn hậu quả thì hóa ra họ là sát thủ do một gia đình bị Ngọc Đoàn Nhi trộm cách đây không lâu thuê đến đánh cho Hà giận. Loại người này nếu là liễu nhãn năm đó thì chỉ cần thổi một hơi cũng hù chết bọn họ rồi, nhưng hồ xuống đồng bằng, hôm nay nếu không có Phương Bình Trai đột ngột chen chân vào thì hai người họ đã chết chắc. Không muốn à? Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ. Như thế có nghĩa là, người đang dụ dỗ ta không xem không được. Lâm Bồ nằm trên đất không rõ sông chết, thế mà hắn chỉ một lòng một dạ muốn xem mặt mũi của hai người, quả nhiên là coi mạng người như cỏ rác. Cô gái áo đen do dự dây lát. Nếu người cứu luôn người nằm trên đất kia thì ta sẽ cho người xem. Phương Bình Trai âm ư. Ừ. Người kia không phải do ta giết. Cô gái áo đen nói. Người mà không cứu thì hắn chết mất phương bình trai làm lơ liễu nhãn lạnh lùng nói ta đoán hắn không cứu nổi đâu hắn lập tức ai một tiếng cười nói phương bình trai không gì không biết không gì không hay cứu một tên thư sinh có gì mà khó khó ở chỗ câu khích tướng của ngươi không khích nổi ta đâu cây quạt lông vũ đỏ trói của hắn lại phe phẩy mấy lần thôi thế này đi ta không xem mặt ngươi nữa ta muốn xem mặt hắn chỉ cần hắn tự tay vén khăn che mặt lên cho ta nhìn rõ thì ta sẽ đưa người nằm trên đất đi. Ngọc Đoàn Nhi áo đen đầy đầy liễu nhãn, liễu nhãn vén khăn che mặt lên, lạnh lùng nhìn vị Phương Bình Trai. Vô yêu vô lự. Này, Phương Bình Trai quả nhiên thốt lên. Ôi chao, nhưng gương mặt lại nở nụ cười. Hào hán, ta kính ngươi ba phần, người trên đất ta sẽ đưa đi. Hắn nhấc lâm bô lên, bóng áo vàng nhoáng tay đã không thấy đâu nữa. Vì sao hắn cứ khăng khăng muốn xem mặt chúng ta? ngọc đoàn nhi hết sức hoang mang chúng ta có vẻ ngoài xấu xí nên mới che mặt hắn đã biết thừa nhưng vì sao vẫn muốn xem liễu nhãn thản nhiên đáp bởi vì hắn thích chơi trội chuyện người bình thường càng không dám làm thì hắn càng cương quyết phải làm mọi người đều cho rằng hắn nên làm thế này thì hắn cứ khăng khăng phải làm thế kia vừa rồi hắn ra tay cứu người không phải vì hắn lương thiện mà vì hắn bắt gặp trung xuân kế thấy chết không cứu nên hắn buộc phải cứu cô đã hiểu chưa ngọc đoàn nhi gật đầu hắn cho rằng ngươi không tin hắn sẽ giữ lời hứa mà cứu người cho nên hắn buộc phải giữ chữ tín buộc phải cứu người liễu nhãn lạnh lùng nói ta quả thực không tin hắn sẽ giữ lời hắn cứu người hay không ta cũng chẳng quan tâm kẻ này có chết cũng không phải do ta ngọc đoàn nhi lại nói nhưng nếu ngươi không nói như vậy thì hắn ta nhất định sẽ không cứu người liễu nhãn nhắm mắt lại thản nhiên nói cô muốn nghĩ sao thì nghĩ bây giờ hãy mau mau rời khỏi đây đây không phải nơi tốt đẹp gì đâu. Ngọc Đoàn Nhi cõng liễu nhãn trên lưng, rào bước chạy vào rừng sâu. Ban nãy vì sao vị tỷ tỷ áo tím kia lại muốn giết người? Rõ ràng là cô ta và thư sinh kia đi chung với nhau mà. Liễu nhãn vẫn thản nhiên nói. Cô ta à, cô ta là một nữ nhân cực kỳ ích kỷ, lại thích mộng mơ, nhưng cô ta dám giết người diệt khẩu thì đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Khá lắm, đúng là đồ đệ giỏi của tuyết tuyến tử. Ngọc Đoàn Nhi hỏi tiếp. Vì sao cô ta muốn giết người diệt khẩu? Không ngờ hôm nay Liễu Nhãn lại kiên nhẫn đến vậy, hắn hở hững đáp. Bởi vì cô ta là nữ hiệp bạch đảo Giang Hồ, hôm nay thấy chết mà không cứu, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì cô ta không còn chỗ đứng trong Giang Hồ nữa. Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi. Vậy vì sao cô ta không cứu người? Liễu Nhãn đáp. Cô ta là một chuyện thương thiên hại lý, trên đời không mấy ai biết, những người khác sẽ không nói ra, nhưng cô ta vẫn sợ ta nói đây đúng là giết người diệt khẩu rồi, rốt cuộc cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Liễu nhãn cười lạnh. Con người ta chỉ cần làm một chuyện xấu mà bản thân lại không muốn thừa nhận, thì sẽ phải làm hàng ngàn hàng vạn việc xấu khác để che lấp. Trong lúc nói chuyện, hai người đã chạy sâu vào ngọn núi động đỉnh Đông Sơn. Nơi này nhìn mốt tầm mắt cũng chỉ thấy cây trà mọc xen giữa đủ loài cây trái. Càng đi sâu càng người thấy hương thơm ngào ngạt ập vào mũi, thấm tận ruột gan khi hít vào phổi có cảm giác toàn thân mình nhẹ bẫng ngọc đoàn nhi dừng chân trước một con suối chảy ra từ trong núi vết thương trên người ngươi có còn đau không liễu nhãn không trả lời ngọc đoàn nhi nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất cởi bỏ chiếc mũ đen che đầu lấy nước suối nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên mặt hắn sau nhiều ngày nàng kiên nhẫn chăm sóc vết thương trên mặt liễu nhãn đã dần lành để lại những vết sẹo ghê rợn vết sẹo đáng sợ và làn da trắng mịn bao bọc xung quanh tạo ra sự tương phản rõ rệt, khiến người ta trông thấy càng thêm giật mình. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Ngọc Đoàn Nhi tự dưng cảm thấy không vui. Tại sao ngươi phớt lờ ta? Liễu nhãn lạnh lùng nhìn nàng, vẫn không trả lời. Nàng ngừng lại dây lát. Ngươi, trước đây khi ngươi còn đẹp, chắc chắn có rất nhiều người thích và quan tâm đến ngươi, phải không? Sau một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời, Ngọc Đoàn Nhi nổi giận tại sao ngươi làm lơ ta trông ta xấu xí nên ta quan tâm chăm sóc ngươi thì ngươi không coi trọng à nếu ta cầu xin cô quan tâm chăm sóc ta thì đương nhiên ta sẽ trân trọng liễu nhãn lạnh lùng đáp nhưng tự cô muốn quan tâm chăm sóc ta rồi lại tự ấm ức vì ta không trân trọng tại sao ta phải trân trọng chứ chẳng hiểu ra sao ngọc đoàn nhi ngơ ngẩn một lúc lâu sau đó thở dài thế còn mạng của ngươi ngươi cũng không biết quý à liễu nhãn đáp không quý ngọc đoàn nhi lẳng lặng ngồi sang một bên chống tay lên má nhìn hắn ta thật sự không hiểu ngươi là một kẻ đại ác vô cùng xấu xa nhưng lại không có chí hướng lớn lao ngay cả mạng mình ngươi còn không thấy quý vậy ngươi coi trọng thứ gì vì sao lại đưa ta rời khỏi núi cuộc đời ta chỉ có một việc chỉ hận một người ngoài ra chẳng còn ý nghĩa nào khác liễu nhãn ủy hoài đáp ta đưa cô ra khỏi núi là để chế thuốc ngọc đoàn nhi hạ giọng hỏi vì sao ngươi lại muốn chế thuốc cho ta chẳng hiểu vì sao trong lòng nàng bỗng dâng lên một cơn lạnh lẽo có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với những lời liễu nhãn sắp sửa nói ra liễu nhãn hờ hững đáp bởi vì đây là một loại thuốc mới tuy có thể cứu mạng cô nhưng ta không biết cô uống nó vào người sẽ gây ra tác dụng phụ gì cho cơ thể ngọc đoàn nhi nổi giận nói thì ra ngươi dùng ta để thử thuốc ngươi ngươi mẹ coi ta là báu vật trân trọng ta nhất còn ngươi lại đem ta ra thử thuốc. Liễu nhãn lạnh lùng nhìn nàng. Dù sao cô cũng sắp chết rồi, nếu ta không cứu cô thì cô cũng chẳng thể sống qua ngày này năm sau. Ngọc Đoàn Nhi nghe hắn nói vậy thì chán nản đến nghẹn lời, chỉ biết ngần người nhìn liễu nhãn. Nàng thật sự không biết phải làm gì với hắn, hắn thật sự xấu xa tận xương tùy, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy không thể rời xa hắn, cũng không thể giết hắn. Ôi chao, ta hãy quấy dày chuyện hay người đẹp rồi. Tuy đến không đúng lúc lắm, nhưng ta lại đến nữa rồi. Trong rừng trà có tiếng cười vang lên, bóng áo vàng phất phơ, cây quạt đỏ nhẹ nhàng lay đồng. Thiếu niên vừa bỏ đi giờ đang dắt một con bạch mã, trên lưng ngựa chở theo lâm bô đang bất tỉnh, đột nhiên xuất hiện sau lưng liễu nhãn và ngọc đoàn nhi. Ta thật sự rất có hứng thú với hai người, được rồi, là ta không nỡ xa rời nên đành to gan đến gần làm quen. Nể mặt ta cứu mạng hai người ban nãy người có thể nhường cho ta tảng đá bên cạnh để ngồi một lát không? Phương Bình Trai. Ngọc Đoàn Nhi trợn tròn hai mắt. Sao ngươi lại đi theo chúng ta? Phương Bình Trai cười đáp. Bởi vì ta rất tẻ nhạt, mà hai người các ngươi thì rất thú vị. Với cả, tuy ta cứu mạng người này, nhưng lại không muốn chăm sóc hắn. Ngọc Đoàn Nhi liếc mắt nhìn qua, thấy vết thương trên ngực lâm bô đã được băng bó, trên băng gạc màu trắng được bôi lên một ít bột màu vàng tươi không biết phương bình trai dùng loại thuốc gì nhưng da mặt lâm bô đã hồng hào hơn hơi thở đều đều vết thương cũng ổn định liễu nhãn thản nhiên nhìn sang phương bình trai phương bình trai cười nhẹ cây quạt đỏ phe phầy huynh tên là gì liễu nhãn lạnh lùng hỏi ngược lại tại sao ta phải cho ngươi biết phương bình trai ngồi ngay ngắn lên một tảng đá lớn khác nằm trước mặt hắn ôi chao tên là cái để xưng hô với nhau nếu huynh không nói cho ta biết vậy không lẽ huynh muốn ta gọi huynh là mèo hay chó, hay là tiểu hồng tiểu lam gì đó à? Liễu nhãn đáp, đó là chuyện của ngươi. Ôi, giọng huynh nghe rất êm tai, là giọng nam hay nhất mà ta từng nghe được. Còn cái vị bên cạnh huynh lại là giọng nữ kinh khủng nhất ta từng gặp, tai ta thật sự rất tinh đấy. Phương Bình Trai cầm cây quạt đỏ vỗ nhẹ lên tai mình. Vì huynh không chịu nói ra tên mình, lại mặc đồ đen, nên ta sẽ gọi huynh là Tiểu Hắc còn cái vị bên cạnh huynh ta sẽ gọi là tiểu bạch ngọc đoàn nhi vẫn đang để tâm đến lâm bô nằm trên lưng ngựa nghe vậy liền đáp ta tên là ngọc đoàn nhi nhưng phương bình trai lờ đi coi như không nghe thấy vẫn nói nói cười cười tiểu bạch đỡ vị tiên sinh trên lưng ngựa kia xuống hắn đã bị thương nặng nếu còn tiếp tục sóc nảy trên lưng ngựa thì chẳng mấy chốc mà đi đời nhà ma ngọc đoàn nhi nhẹ nhàng ôm lâm bô xuống đặt hắn nằm thẳng ra đất ta tên là Ngọc Đoàn Nhi. Hắc Huynh, ta có thể mạo muội hỏi một câu không? Huynh đã làm điều gì thương thiên hại lý, khủng khiếp vô cùng vậy? Kẻ nào đủ kiên nhẫn và trí tưởng tượng để biến người thành dáng vẻ này? Ây ra, lòng ta thật sự tò mò, tò mò lắm luôn, tò mò đến nỗi chằn chọc mất ngủ. Phương Bình Trai lắc đầu. Ta thực sự vô cùng khâm phục kẻ đã khiến huynh ra nông nỗi này. Liễu nhãn hoàn toàn rừng rưng, Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi trời còn chưa tối mà, người làm sao tò mò đến nỗi chẳng chọc mất ngủ được chứ? Phương Bình Trai đáp. Ờ, có ai quy định trời phải tối mới được đi ngủ đâu? Ngọc Đoàn Nhi ngẩn người. Nói cũng đúng. Phương Bình Trai quay sang liễu nhãn. Bạn nãy ta nghe ngươi nói cả đời này chỉ có một việc, chỉ hận một người. Nếu ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện hay, khiến cuộc đời vô vị của ta thêm một chút hứng thú, ta sẽ giúp ngươi giết cái người mà ngươi căm hận đó giao dịch này cực kỳ có lợi, phải không nào? Liễu nhãn lạnh nhạt nói. Ồ, người có thể giết người cách xa ngàn dặm à? Phương Bình Trai vung quạt đỏ lên, bật cười ha ha. Không thể, nhưng cũng gần gần như thế. Chuyện mà Phương Bình Trai ta không làm được, chỉ e còn chưa xuất hiện trên cõi đời này đâu. Liễu nhãn nói. Kẻ khiến ta ra nông nỗi này là thẩm lang hồn. Phương Bình Trai ngạc nhiên hỏi. Thế là hết chuyện rồi à? Liễu nhãn lạnh lùng đáp. Hết rồi. Phương Bình Trai hỏi tiếp. Vậy vì sao hắn lại khiến Huynh thành ra như vậy? Trước đây Huynh là người thế nào? Kể chuyện phải có đầu có đuôi, các câu lấy nghĩa rất thiếu nhân phẩm và đạo đức. Liễu nhãn nhắm mắt lại. Đợi ngươi giết người xong, ta sẽ kể tiếp cho ngươi nghe. Phương Bình Trai lắc đầu, cây quạt đỏ phe phẩy sau lưng. Cứng đầu, lạnh lùng, cố chấp, oán hận, ích kỷ, không tin người khác, huynh đúng là hoàn hảo mười phân vẽn mười. Ngọc Đoàn Nhi ban đầu vốn không ưa cái người áo vàng này, nhưng nghe đến đây bất giác cười phá lên. Phương Bình trai cười ha hả, lời ta nói xưa nay luôn vô cùng sâu sắc, không cần phải cảm động quá đâu. Hắc huynh không chịu trò chuyện với ta, thì tiểu Bạch hãy nói cho ta biết hai người đến chùa Linh Nguyên ở động đỉnh Đông Sơn này làm gì? Biết đâu tâm trạng ta tốt lại giúp đỡ các người đấy. Chúng ta đến Đông Sơn để hái trà chế thuốc." Ngọc Đoàn Nhi thật thà đáp, "Ta mắc một căn bệnh là Hắn nói có thể dùng lá trà chế ra một loại thuốc để chữa trị cho ta. Phương Bình trai ồ lên một tiếng, hứng thú tăng cao. Lần đầu tiên ta nghe nói có người dùng lá trà làm thuốc đấy. Thú vị, thú vị, hai người các ngươi quả nhiên rất thú vị. Vậy bây giờ chúng ta nên dựng ngay một gian nhà tranh để tránh mưa lạnh gió buốt vào buổi tối. Hắn nói là làm ngay, vừa nói dứt lời đã lao vào rừng. Chỉ còn nghe tiếng cành lá cỏ vào nhau vọng ra từ trong rừng hắn đã bắt đầu dùng tay bẻ gãy cành cây để dựng nhà liễu nhãn và ngọc đoàn nhi đưa mắt nhìn nhau ánh mắt liễu nhãn vẫn dường dưng dù phương bình trai kỳ quặc đến đâu thì dường như hắn cũng không thèm quan tâm trái lại ngọc đoàn nhi thật sự cảm thấy khó hiểu trên thế gian này sao lại có người như vậy người khác muốn chế thuốc thế mà hắn lại dựng nhà tranh vui vẻ hơn bất kỳ ai hoàng hôn buông xuống rất nhanh trước khi trời tối hẳn Phương Bình trai đã nhanh tay dựng lên một gian nhà tranh mộc mạc, động tác vô cùng thành thục, như thể hắn đã dựng hàng trăm nghìn gian nhà tranh giống thế này. Ngọc Đoàn Nhi vừa giúp hắn vừa hỏi, nhưng Phương Bình trai lại nói cả đời mình chưa bao giờ dựng một gian nhà tranh nào hết. Chẳng cần biết hắn đã dựng nhà bao giờ chưa, tóm lại khi trăng sao mọc đầy trời, Liễu Nhãn, Ngọc Đoàn Nhi, Lâm Bô và Phương Bình trai đã nằm ngủ trong gian nhà tranh trong mũi thoang thẳng hương thơm thanh nhã của rừng trà, tai nghe tiếng nước chảy róc rách, bốn người nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tuy nơi đây là trốn hoang vu, nhưng lại cảm thấy thật tĩnh mịch ôn hòa, nên ai nấy đều ngủ hết sức ngon lành. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Lâm Bô từ từ mở mắt, nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào. Hắn ngơ ngác một hồi mới nhớ lại nhát kiếm bất ngờ ngày hôm qua tuy không có giao tình sâu đậm với trung xuân kế nhưng nhát kiếm ấy thật sự làm hắn hơi đau lòng hắn chân thành đối đãi với người ta nhưng lại nhận được báo đáp thế này thiếu nữ áo tím xinh đẹp như hoa lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế người đời thường nói biết người biết mặt mà không biết lòng lòng người quả nhiên là khó đoán một lúc sau hắn chợt thấy một cây quạt lông vũ đỏ trói phe phẩy trước mặt mình một gương mặt thiếu niên tròn trịa hồng hào đang cận kề trước mắt. Thiếu niên kia nói, Chúc mừng dậy sớm, người vẫn chưa chết đâu, không cần phải nghi ngờ. Lâm bồ mở miệng ra nhưng chỉ hồn hền thở dốc, không nói được nửa lời. Người áo vàng cầm quạt đỏ phẩy ống tay áo. Ờ, người không cần phải nói, ta cũng không thích nghe người nói. Người im lặng thì ta cũng yên tĩnh, chúng ta đều có được điều mình muốn, chẳng phải rất tốt hay sao? Lâm bồ nằm đó, Nhìn hắn tràn đầy nghi ngờ. Người này rốt cuộc là ai? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Tùy hắn còn trẻ tuổi nhưng có hiểu biết rộng rãi, thầm biết mình gặp phải kỳ nhân, hiện đang rơi vào tình thế nguy hiểm, nên cũng ngậm miệng không nói gì nữa. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy mình đang nằm trong một gian nhà tranh, dưới thân không phải chăn nệm mà là một cái ổ làm bằng lá cây và đá. Bên cạnh hắn là một người áo đen đang ngồi xếp bằng đội một chiếc mũ đen che kín gương mặt. Kế đó là một cô gái mặc áo đen đang khuấy bùn, dường như đang muốn nung một cái bình rất lớn. Còn người áo vàng cầm quạt đỏ lại ngồi trên cao, trông vô cùng hứng thú. Ha ha, nung một cái bình gốm cao bằng người, hái trăm cân lá trà chỉ để làm ra một viên thuốc, đúng là một quy trình hoành tráng lãng phí sức lực của cải, nếu không xem thì thật đáng tiếc. Ngọc Đoàn Nhi ra sức khuấy bùn, muốn nung bình gốm lớn cần phải có lò gạch không có lò gạch thì bình gốm này nung thế nào đây? Lâm bồ âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Người đội mũ đen che mặt đang cầm một ống trúc, tập trung hoàn toàn sự chú ý vào đó. Tay phải hắn cầm một con dao nhỏ màu bạc, đang nhẹ nhàng khắc lên thân trúc, dường như muốn khoét ra vài cây lỗ. Trong lòng Lâm bồ nảy ra một ý nghĩ, hắn đang là một cây sáo ư. Toàn tâm toàn ý, thân tâm hợp nhất, khi cảm thấy động tác đã thành thạo thì cổ tay, vai và cơ vùng eo cũng có biến đổi. Đợi đến khi bùn nước sắp khô, đất sét có thể tạo hình thì hãy gọi ta. Liễu nhãn không nhìn Ngọc Đoàn Nhi khuấy bùn, chỉ lạnh lùng nói. Phương Bình Trai bật cười. Ha ha, nữ ngươi chỉ cần thứ bùn nặn được thôi thì ban nãy khi đổ nước huynh đổ bớt đi một tí chẳng xong rồi à. Lẽ nào người ta không phải là thiên tiên tuyệt sắc thì huynh không thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Tiếc ghê, tiếc ghê, đàn ông đúng là những sinh vật đáng thương. Lâm bồ thẩm nghĩ người đáng thương rõ ràng là cô nương này, nhưng rồi lại nghe Phương Bình Trai tiếp tục cười to. Ha ha, cái vị nằm thẳng cẳng ra đó chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao đàn ông đúng là những sinh vật đáng thương chứ gì. Bởi vì trên đời có quá nhiều đàn ông, mà thiên tiên tuyệt sắc lại quá ít, ây già, nhiều sư ít cháo, thật là đáng thương. Nhưng Ngọc Đoàn Nhi lại nói. Ta biết hắn đang dạy ta luyện công phu, khuấy bùn nhão cũng không khó, không sao cả nàng đã đào một cây hố to trong rừng, nhổ cỏ dại bên trên, đào xuống cho đến khi lộ ra đất xét dưới sâu, sau đó đổ nước trong vào, dùng một cành cây to bằng cánh tay trẻ con để khuấy bùn nhão. Liễu nhãn muốn nàng đổ đầy hố lớn bằng nước suối trong, rồi lại muốn nàng khuấy đến khi bùn có thể nặn thành hình, rõ ràng là đang làm khó nàng, nhưng nàng vẫn không hề tức giận. Cô gái che mặt này có tấm lòng thiện lương thuần khiết, xem ra không phải người xấu nếu nàng ta không phải người xấu, thì cớ sao lại đi chung với hai kẻ trông không hề giống người tốt cơ chứ? Lâm bồ tâm trí mơ màng, đang suy tư thì chợt nghe một âm thanh trong trèo. Vài nốt nhạc sáo vụt qua không trung khiến tâm trí hắn tức thì chấn động, trái tim đập điên cuồng không ngừng nghỉ, cũng không còn kiểm soát được nữa. Hắn hộp ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi ngay lập tức. Phương Bình Trai giật nảy mình, kêu lên. Ái già! Dạ. Sắc mặt khẽ đổi, "Huynh, ha ha, tiếng sáo quả là tuyệt diệu, mà người cũng kỳ diệu không kém. Thuật âm sát thật lạ lùng và ảo diệu. Hắc huynh, huynh giữ được một tuyệt kỹ hay đấy, làm tiểu đệ đây thật sự vô cùng ngạc nhiên." Cây sáo trên tay Liễu Nhãn thoáng rời khỏi môi, hắn bình thản liếc nhìn Phương Bình trai một cái rồi đáp. "Không dám." Phương Bình trai đặt tay lên ngực, khẽ cười mà nói. "Tiếng sáo này đã lay động trái tim ta." "Hắc huynh" Nếu chân huynh đá gãy, dung mạo đá hủy, thì giữ lại một tuyệt kỹ để xưng bá võ lâm cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chi bằng huynh truyền nó lại cho ta, ta sẽ xưng bá thiên hạ thay huynh, sẽ giết vô số người để xoa dịu hận thù trong lòng huynh, huynh thấy sao nào?" Ngọc Đoàn Nhi quay phát lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng phản đối thì Liễu Nhãn đã lạnh lùng đáp: "Ha, nếu tâm trạng ta vui vẻ thì biết đâu lại truyền nó cho ngươi." Phương Bình trai hớn hở tươi cười. Cây quạt đỏ vung vẩy. Ồ, ý huynh là từ giờ phút này trở đi, ta phải dốc hết tâm tư để lấy lòng huynh, ủng hộ huynh, tôn trọng huynh, bảo vệ huynh, yêu quý ngưỡng mộ huynh, coi huynh như trăng trên trời, như tiên dưới nước, như viên ngọc trong tay, như con vịt trong nồi nước sôi, chỉ sợ mình hơi sơ ý một chút là huynh mọc cánh bay đi ấy à?" Liễu Nhãn khép hờ đôi mắt. "Tùy ngươi." Phương Bình trai lắc đầu thở dài. "Huynh thật lạnh lùng." không biết phải làm gì mới lay chuyển được trái tim sắt đá, lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo mà lại còn khó hiểu của huynh. Quả đúng là nan giải, nan giải. Hắn vừa kêu nan giải vừa đứng lên, đi đến bên cạnh lâm bô mỏ thử. Hoàng Hiền Tiên Sinh, một danh sĩ giang hoài phong lưu tiêu sái, đang yên đang lành lại sắp chết dưới tiếng sáo lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo mà lại còn khó hiểu của huynh. Chẳng lẽ huynh không hề thương tiếc chút nào sao? Ta nói này, trái tim huynh làm bằng sắt đá đúng là lạnh lùng tàn nhẫn kiêu ngạo hắn còn định nói tiếp thì liễu nhãn đã nâng sáo lên môi thổi khẽ một hơi chỉ một tiếng khẽ khàng cũng đủ làm phương bình trai phải ngậm miệng ngay lập tức ngọc đoàn nhi nhịn hết nổi đành nói ngươi thật là lắm mồm chết đi được mau cứu sống vị tiên sinh này đi hắn sắp chết rồi mà ngươi còn đứng đó nhìn ngó cái gì thế chính ngươi mới có tâm địa sắt đá ấy phương bình trai ải một tiếng đặt tay lên ngực gật gù cái đầu. Yêu một thứ gì đó tức là phải bỏ ra tất cả những gì mình đang có. Phương Bình Trai ơi là Phương Bình Trai, đối với lão đại, người luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn nhất, cho nên, cứ ngoan ngoãn nghe lời đi thì hơn. Nói rồi Phương Bình Trai đưa ngón tay ra điểm lên vài huyệt đảo trên người lâm bô, đặt một bàn tay lên lưng hắn đẩy nhẹ giúp khí huyết lưu thông, lại đốt một viên thuốc vào miệng hắn. Ta đói rồi. Ngọc Đoàn Nhi đang khuấy bùn, lát sau đột nhiên nói. Phương Bình Trai, ngươi đi săn đi. Sau khi cứu Lâm Bô lần thứ hai, Phương Bình Trai mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong gian nhà tranh nhắm mắt dưỡng thần, không lải nhải nữa. Nghe nàng nói vậy, hắn mới à lên một tiếng, mỉm cười ấm áp như gió xuân. Đương nhiên rồi, lão đại muốn ăn cơm thì thuộc hạ như ta sẽ đi nấu cơm ngay. Cô yên tâm, ngoại trừ âm luật ta không hiểu thì mọi việc khác từ xào, rang, luộc, trên ta đều thông thạo. Ta là một kỳ tài cầm mua hiếm có trên đời đấy." Ngọc Đoàn Nhi nói, "Xào, rang, luộc, chiên, nhưng buổi tối chúng ta muốn nướng thịt, không dùng đến mua xào đâu." Phương Bình trai ho khẽ một tiếng. "Ôi, nướng thịt cần dùng đến tay nghề cao cấp hơn là xào, rang, luộc, chiên. Với xào, rang, luộc, chiên ta chỉ ở mức thông thạo, nhưng riêng nướng thịt thì đã đạt đến mức tinh thông. Tối nay hai người sẽ được thưởng thức món ngon thế gian hiếm có." ngon đến mức các người nhận ra những thứ mình từng ăn trước đó đều là rác rưởi, là hàng hàng hai, thậm chí là phế phẩm. Ngọc Đoàn Nhi sốt ruột. Ngươi lại nhải lắm quá, nhanh cái chân lên. Phương Bình Trai thở dài, vỗ cây quạt đỏ vào chán, đứng dậy bỏ đi, còn tự lầm bẩm với mình. Đây là lần đầu tiên sự phong lưu khéo léo của ta lại không được chào đón, thật là một trải nghiệm mới khiến người ta vui vẻ. Bình tĩnh đi nào, ta phải vui vẻ, vui lên nào chẳng bao lâu sau phương bình trai đã thong thả trở về mang theo hai con gà rừng lại nghe thấy tiếng sáo của liễu nhãn không biết hắn đang thổi điệu nhạc gì gió đêm thổi qua cái mũ đen che mặt của hắn tung bay phất phới không nhìn thấy sắc mặt hắn chỉ nghe được âm thanh tràn ngập não nề như ma như quỷ như khóc than kể lì mỗi âm thanh mỗi giai điệu đều là hồi ức là bi thương là nỗi đau xé lòng Ngọc Đoàn Nhi đang quấy bùn chợt yên lặng lắng nghe, hình như còn thở dài. Trong lòng Lâm Bô chợt ngộ ra danh lợi chỉ là phù du, cảm thấy con người ta chỉ sống có một đời mà thôi, cớ sao phải khổ sở như thế. Ôm trong lòng một tình cảm mãnh liệt như thế, giữ chặt lấy những thứ không thể buông bỏ, người đau khổ bi thương chẳng phải chính là mình sao. Trăm năm nữa chết đi rồi, liệu có còn ai nhớ đến những chuyện này? Ai đều cũng phải chết, chỉ có trời đất mãi mãi trường tồn. Cuộc đời ngắn ngủi với những ân oán tình sầu so ra thật là nhỏ bé, tội gì phải cố chấp. Ao vân rêu nhuộm xanh mờ, nước in hoa nở giữa bờ trúc tươi. Cỏ thơm mọc tốt bời bời, chim muông rảnh rỗi rong chơi an nhàn. Sao, hắn nhẹ nhàng ngâm mấy câu thơ rồi nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì nữa. Sao, chết bài thơ, trì thượng xuân nhật, ngày xuân trên mặt nước, của Lâm Bô lâm bô là nhà thơ có thật sống vào đời bắc tống ồ ha ha phương bình trai xách con gà rừng bước vào cửa ta nghe nói nhưng ngọc đoàn nhi mất hết kiên nhẫn phất tay cắt ngang lời hắn ta không muốn nghe người đã mở mồm ra là nói hoài không hết chuyện người đi mổ gà ta sẽ châm lửa phương bình trai đưa tay lên che miệng à tuy nàng không phải người đầu tiên chê hắn lắm mồm nhưng lại là người đầu tiên mở miệng cắt ngang lời hắn hơn nữa nàng còn là một cô gái cực kỳ xấu xí. Thật là mất mặt, không có nhân phẩm, không còn thiên lý, vô lương tâm, không biết làm sao luôn. Hắn lắc đầu, thích một thứ quý giá người ta cất dưới đáy hòm luôn là chuyện cay đắng, đắng hơn cả mướp đắng trộn với tâm sen. Núi Hảo Vân, bên trong thiện phong đường. Đường công tử, Bích Lạc Cung gửi thư đến. Thiệu Diên Bình cầm phong thư trên tay gõ nhẹ cửa phòng đường lệ tư. Mấy hôm trước, mẹ con A Thùy đã lên đường đi Lạc Dương, Thiệu Diên bình phái vài nữ đệ tử kiếm hội đi theo hộ tống nàng, đến giờ vẫn bình an vô sự. Mà sau khi A Thùy đi, Đường Lệ từ mất bảy tám ngày tĩnh dưỡng, vết thương đã không còn đáng lo. Vạn Khiếu trai nghe nói chủ nhân trọng thương thì liên tục gửi đủ các loại thánh dược trị thương và những vật trừ tà hộ thân kỳ lạ quý giá lên Thiện Phong Đường tuy vạn hiếu trai không phải môn phái giang hồ nhưng khí thế cũng ép cho thiệu diên bình không móc đầu lên nổi ấy vậy mà so với sự ân cần thắm thiết của vạn khiếu trai phủ quốc trượng lại im bặt không một tiếng gió cứ như đường lệ từ không phải nghĩa tử của phủ quốc trượng vậy thư à đường lệ từ ngồi dựa vào giường áo trắng may bằng tơ lụa đính ngọc trai thời tiết vẫn còn nóng nực nhưng trời đã chuyển dần sang thu cổ áo tay áo y mau thêm lông trồn trắng mềm mại tinh tế, phối với châu mọc lại càng tinh xảo trang nhã. Giường đệm chăn gối, thậm chí cả bàn ghế và mâm cơm cũng thay mới hoàn toàn. Lúc này y đang dựa vào một cái giường khảm gỗ lê, khắc hoa cỏ muông thú, đắp một một tấm chăn dệt từ tơ tằm trắng tinh không tì vết, mỏng nhẹ lại ấm áp. Bàn là loại bàn trà thái xưa nhỏ hình bát giác khảm xà cừ hình hoa cỏ chim muông, trên bàn đặt cây gãi lưng bằng gỗ tử đàn nạm ngọc và một bầu rượu hình quả lê khắc tê giác tỳ hưu. Tuy sắc mặt và lời lẽ của đường lệ từ vẫn chẳng khác gì so với trước đây, khi trong phòng chưa có những món đồ này, nhưng mỗi lần thiệu diên bình bước vào phòng đều có một áp lực vô hình dâng lên trong lòng. Lòng sàng sạp gấm, cầm y ngọc thực của hoàng đế e rằng cũng đến thế mà thôi. Thứ bích là cung gửi đến, ta còn chưa xem trong đó viết gì. Thiệu Diên Bình đưa phong thư do khoái mã gửi tới cho đường lệ tư. Thư này chắc chắn không phải huyền úc nguyệt đán viết, ha ha. Đường lệ tư thả quyền tam tự kinh cuộn tròn trên tay xuống, mở thư ra từ từ đọc. Chữ viết trong thư ngay ngắn đẹp đẽ, nhưng y lại đọc rất chậm. Thiệu Diên Bình thò đầu vào đọc được hai ba lượt rồi mà đường lệ tư còn chưa đọc xong. Một lúc sau, đường lệ tư gấp thư lại, khẽ mỉm cười trong trận chiến trên núi Hảo Vân không thấy tung tích hồng cô nương, hóa ra đang ở Bích Lạc Cung. Thiệu Diên Bình nhíu mày rất sâu. Nàng ta cầu xin huyền Úc Nguyệt đán cứu Liễu Nhãn, nói trong phong lưu điếm có âm mưu khác. Nhưng cô gái này bề ngoài yếu đuối tâm tính lại gian xảo, nàng nói 10 câu chỉ sợ không tin nổi một hai lời, huyền Úc Nguyệt đán thật sự muốn giúp nàng ta cứu người sao. Đường lệ từ đáp, dù hồng cô nương không đến cửa cầu cứu thì huyền Úc Nguyệt đán vẫn muốn tìm tung tích Liễu Nhãn thôi thời nay trong giang hồ có ai không truy tìm tung tích liễu nhãn cơ chứ tìm ra liễu nhãn coi như tìm được thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn có thuốc giải mới cứu được mạng y nghiêng người xuống giường hồng cô nương tìm đến bích lạc cung ngoài hy vọng tìm được tin tức về liễu nhãn ta nghĩ quá nửa là có mục đích khác huyền úc nguyệt đán gửi thư cho ta để nhắc nhở ta cục diện có biến đổi mới có mục đích khác mục đích gì ám sát huyền úc nguyệt đán à thiệu diên bình nhún vai chỉ dựa vào một tiểu cô nương yểu điệu không biết võ công đường lệ từ nghiêng người liếc nhìn hắn biết đâu lại đúng là vậy thiệu diên bình thở dài thật sao nếu người phản bác ta nói không thể có chuyện này thì ta còn an tâm một chút đường lệ từ mở tủ gỗ từ đàn sau lưng lấy ra một khay thạch anh nhiều màu sắc trong khay là một số loại hoa quả đã rửa sạch những hoa quả này có màu sắc hình dáng kỳ lạ mà thiệu diên bình chưa từng thấy trước đây Y đặt khay trái cây lên bàn. Đây là những hoa quả dị quốc mang đến từ nơi xa xôi, tuy hương vị không ngon lắm nhưng có công hiệu dưỡng sinh, mời dùng. Thiệu Diên Bình nhặt một quả lên cắn một miếng, hương vị khá thơm ngọt. Ngươi cho rằng hồng cô nương kia sẽ ám sát Viễn úc nguyệt đán thật à? Cục diện bích lạc cung bắt tay với kiếm hội bao vây phong lưu điếm đã rất rõ ràng rồi. Nếu liễu nhãn thật sự bị người ta tìm được, thì bích lạc cung và kiếm Hồi liệu có tha mạng cho hắn không? Đường lệ từ khẽ mỉm cười. Mà cho dù ta không muốn giết người đi nữa, nhưng thiên hạ đều cho rằng kẻ này phải chết, một khi cục diện này hình thành thì liễu nhán tuyệt đối không còn đường sống. Vậy nên muốn cứu liễu nhán thì trước hết phải phá được thế cục bao vây này, sau đó làm cho thiên hạ đại loạn, người người cảm thấy bất an, khi đó liễu nhán mới có thời cơ và kẽ hở để sống sót. Vì một tia hy vọng sống cho hắn, Hồng Cô Nương lựa chọn giết huyền úc nguyệt đán cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Nguyền Úc Nguyệt Đán là ai cơ chứ? Hắn nhất định cũng hiểu rõ điểm mấu chốt này. Hồng cô nương tâm kế hơn người, nàng sẽ làm thế nào, ta thật sự không đoán ra. Thiệu Diên Bình nhai hoa quả, nhồm nhòm hỏi. Vậy chuyện nội chiến của Phong Lưu Điếm viết trong thư có thể tin được mấy phần? Đường Lệ Từ nói. Mười phần. Thiệu Diên Bình giật nảy mình. Đường Lệ Từ mặc áo trắng tay nhung, hơi ngả người vào cái tủ mạ vàng khảm hình người và hoa cỏ sau lưng vẻ mặt vẫn thanh tú và lười nhác, ý cười lại càng thêm đậm. Thiệu tiên sinh đã gặp Uyển Úc Nguyệt Đán bao giờ chưa? Thiệu Diên Bình đáp. Đương nhiên là gặp rồi. Đường lệ từ khẽ nở nụ cười. Vậy ngươi có định nói dối trước mặt Uyển Úc Nguyệt Đán không? Thiệu Diên Bình đáp. Không đâu. Đường lệ từ khẽ phất tay áo, vòng bạc tây cốt lay động trong tay áo trắng phao của y, khiến xiêm y trông càng thêm trắng. Vậy thì đúng rồi, hồng cô nương thông minh tuyệt đỉnh, gặp chuyện thế này sẽ không thua kém người đâu. Thiệu Diên Bình không để bụng, bật cười ha ha. Nói cũng đúng, còn về chủ mưu đứng sau màn của phong lưu điếm mà bức thư này nhắc đến, đường công tử có suy đoán gì không? Khóe môi đường lệ từ khẽ cong lên. Ta, y muốn nói lại thôi, chỉ ho nhẹ. Chuyện này nói ra bây giờ vẫn còn sớm, làm lòng người rối loạn, đoán bừa sẽ chỉ khiến người trong kiếm hội bàng hoàng, không bàn cũng được. Thiệu Diên Bình gật đầu lia lia. Vất vả lắm mới đánh bại được phong lưu điếm, nếu nói chủ mưu chưa chết thì chỉ e không ai chấp nhận nổi, ta với người tự biết trong lòng là được rồi. Đường lệ từ gật đầu, Thiệu Diên Bình xoay xoay người đang định đi thì đột một nói. Đúng rồi, đào cô nương đưa cho ta một túi gấm, bảo là nàng xin được từ phương trượng chùa Bạch Mã, muốn ta chuyển cho ngươi. Chân mày đường lệ từ khẽ nhíu lại rồi lập tức nhớ lên. Túi gấm à? Thiệu Diên Bình lấy từ trong ngực ra một túi gấm nhỏ màu hồng thiêu hai đóa hoa sen tịnh đế. Sao? Trên mặt còn dâng lên một ý cười mờ ám. Ta cứ ngỡ vị cô nương này có ý với phổ châu, hóa ra nàng ta đối với ngươi cũng. Hí hí. Hắn đặt túi gấm lên bàn. Ta đi đây, ngươi cứ từ từ mà xem. Sao? Từ những cành hoa sen mọc ra hai bông trung đế, tượng trưng cho lứa đôi hạnh phúc. Chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, đường lệ tư mở túi gấm ra trong túi không có lấy một chữ nửa câu, nhưng lại bỏ một lọn tóc màu đen, người thì không có mùi gì, thật là một món quà khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Mì mắt y rũ xuống, tâm tư xoay chuyển, vứt túi gấm lên bàn rồi phất tay áo bước ra ngoài. Hơi nước mịt mờ, cảnh sắc thiện phong đường như trên cõi tiên. Một người chậm rãi bước đi ngay ngắn qua ngoài cửa phòng đường lệ từ hai đệ tử kiếm hội đi ngang qua hành lang chạm mặt hắn cũng thi lễ. Thường sư phổ châu. Phổ châu khẽ gật đầu, bước tiếp với phong thái oai nghiêm. Đệ tử kiếm hội khen. Thường sư quả đúng như lời đồn, tuy không xuống tóc không thụ giới nhưng vẫn đường đường chính chính là cao tăng Phật môn, trông thấy hắn không khác gì thấy là hắn sống. Kẻ kia cũng gật gù. Đường công tử tao nhã lễ độ, tài kế xuất chúng, thường sư phổ châu võ công cao cường, tinh thông Phật Pháp. Mấy người thành đại hiệp, đồng trường lão, đều là cao thủ trong cao thủ, thực lực kiếm hồi lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thiệu tiên sinh. Thiệu Diên Bình đưa thư cho đường lệ từ xong thì chắp tay sau lưng thong rong đi dạo ngắm cảnh trong vườn hoa của mình, hưởng thụ chốt rảnh rỗi hiếm có. Còn chưa kịp thở lấy hai hơi, phổ châu đã đẩy cửa vào, nghe giọng nói trầm ổn vững vàng của hắn, Thiệu Diên Bình chỉ muốn thở dài thườn thượt, xoay người lại mỉm cười. Thường sư phổ châu, không có việc thì không đến tìm, vừa xảy ra chuyện gì quan trọng sao? Phổ Châu bình tĩnh đáp. Không có, chẳng qua chuyện ở đây giải quyết xong rồi, ta nghĩ cũng nên chào tạm biệt kiếm hội, trở về thiếu lâm tự. Thiệu Diên Bình à lên. Nghe nói thiếu lâm gần đây sắp mở đại hội, giải quyết trước phương trượng bỏ trống chưa định bấy lâu, người về là vì chuyện này sao? Phổ Châu gật đầu. Thiếu lâm sắp tổ chức đại hội kéo dài một tháng, toàn bộ tăng lữ thuộc hàng chữ đại và hàng chữ phổ, tổng cộng 38 người cùng tham gia thi đấu võ công và giáo lý nhà Phật mọi người đều khoe ra sở trường của mình, tăng lữ cả chùa sẽ chọn ra một người làm phương trưởng. Thiệu Diên Bình ồ lên kinh ngạc. Vậy chẳng phải sẽ biến thành đại hội luận võ đấu khẩu sao? Ai võ công cao cường, miệng lưới trơn chu là có thể trở thành phương trưởng. Chấm. Ngôn tình hài phổ châu lắc đầu, bình thản đáp. Tỷ võ luận đạo chỉ để thi triển sở trường, thắng bại không quan trọng, tăng lữ cả chùa cũng sẽ không đặt thắng bại làm tiêu chuẩn. Thiệu Diên Bình nói tư tưởng của thiếu lâm tự quả nhiên siêu phàm thoát tục, không biết có mấy người giác ngộ được như ngươi, à đắc tội rồi, thường sư tâm trí trong sáng, sẽ không so đo mấy lời vô ý của ta đâu. Đúng rồi, vị đào cô nương kia thì sao? Nàng cũng đi cùng ngươi chứ? Phổ châu hơi ngẩn ra. Xưa nay nàng muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi. Ta là người xuất gia, không muốn quyết định người khác đi hay ở. Thiệu Diên Bình nói. Ha ha ha, nói cũng đúng. Thiếu Lâm tự nếu có Thượng Sư Phổ Châu làm phương trượng thì quả là may mắn của Thiếu Lâm. Phổ Châu bình thản đáp. Chỉ cần là người tĩnh tâm tu nghiệp, cung kính hướng Phật, thì dù ai làm chủ cũng đâu khác gì nhau. Hắn niệm một câu A-di-đà Phật rồi xoay người bước đi, bóng lưng cao ngất, bước chân trang nghiêm, mỗi bước đi tựa như tiếng chuông rền, như hoa sen nở, Phật ở trong tim. Thiếu Lâm tự muốn mở đại hội chọn phương trưởng, Xem ra sắp tới, tiêu điểm của giang hồ sẽ không nằm ở Phong Liêu Điếm và Kiếm hội Trung Nguyên mà là ở Thiếu Lâm tự, đến lúc đó hẳn phải có hàng nghìn người trong võ lâm đi xem. Thiệu Diên bình âm thầm tính toán xem đến ngày mở hội có mượn được cái cớ nào để đi hóng hớt không. Có hội hè đông vui náo nhiệt mà không được đi xem chẳng phải là phí của trời à? Mà lúc này đây, có người đạp cửa bước vào phòng Tây Phương Đào. Nàng đang định ra ngoài thì một cánh tay chắn ngang khung cửa cản nàng lại bên trong. Tây Phương đào lùi về sau một bước, người kia tiến lên một bước, tay vẫn chắn ngang cửa. Tay áo lông trắng như tuyết, nụ cười thanh tú, hoàn toàn không nhìn ra người này mới 10 ngày trước còn bị thương nặng, chính là đường lệ từ. Đôi mắt sáng ngời của Tây Phương đào xoay chuyển. Không biết đường công tử bất ngờ tới đây vì chuyện gì? Đường lệ từ đáp. Đến cảm ơn tấm lòng tặng túi gấm của đào cô nương. Tây Phương Đào mỉm cười yêu kiều. Đường công tử khách khí rồi, việc nhẹ như lông hồng, có gì đáng kể đâu. Tay đường lệ từ nhanh như chớp tóm lấy tay phải nàng ép lên tường, lấn người lên, một gương mặt mỹ lệ bất ngờ áp sát. Đôi mắt y ngừng cười, mặt mày nổi lên sắc hoa đào, dùng mạo vốn ôn nhu đa tình nhìn ở khoảng cách gần lại có nét yêu tà đáng sợ. Người giấu người kia ở đâu rồi? Tây phương đào bất ngờ bị y khóa lại trên tường mà chẳng hề hoảng hốt sợ hãi, cũng không nổi giận, vẫn mỉm cười yếu điệu. Đường công tử đang nói gì, thứ cho ta nghe không hiểu. Khóe môi Đường Lệ từ khẽ cong lên, nhưng hoàn toàn không cười, khiến cái nhếch môi kia trở nên quỷ dị vô cùng. Phổ Châu không có ở đây, chỉ có ta và ngươi, nếu còn diễn nữa thì khó tránh khỏi rớt xuống hàng hai đấy. Tây Phương đào mỉm cười yêu kiều, ngươi luôn làm những chuyện khiến người khác bất ngờ, được làm địch hay làm bạn với Đường công tử thì cuộc đời này đều không uổng phí ngươi hỏi ta giấu người kia ở đâu nhưng ta muốn biết ngươi cho rằng lọn tóc kia là của ai nàng ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt đường lệ từ sóng mắt long lanh nhu mì vô hạn cánh tay đường lệ từ đang tóm lấy tay phải của nàng chậm rãi vặn xuống men theo tường một người tay phải bị kéo lên cao vặn ngược khớp ép vào tường rồi lại bị vặn xuống nếu là người thường thì đã đau không chịu nổi còn vặn nữa chắc chắn sẽ chật khớp đầu vai nhưng tây phương đảo vẫn giữ thần thái thản nhiên tươi cười ấm áp hoàn toàn chẳng để tâm cho đến khi tay phải bị vặn ra sau eo hơi thở của đường lệ từ phả thẳng vào mặt tư thế ép người lên tường biến thành kéo người vào lòng ôm ấp chẳng qua là xương sụn trên đầu vai bị vặn nửa vòng ngoài hai người trong cuộc thì không ai nhìn ra đường lệ từ không hề bận tâm đến tư thế mập mờ này y cúi người ngày càng sát nàng mở miệng trả lời đôi môi đỏ mấp máy chạm vào tay trái tây phương đào tóc là tóc của ngươi còn người à ngươi giấu chỉ vân ở đâu rồi tây phương đào cảm thấy tay trái tê dại nửa gương mặt đã đỏ dần lên bèn cắn môi cười cười ôi chao ngươi thật là làm sao ngươi biết đó là chỉ vân sao ngươi không hỏi đến a thủy cô nương trời sinh quyến rũ tú cốt vô song của ngươi ấy ta thấy ngươi cũng có tình cảm sâu đậm với nàng ta mà sao lại bạc bẽo đến thế Đường lệ từ khẽ cười, chấn động vành tay nàng. Nếu ngươi dám chắc ta có tình cảm sâu đậm với nàng ta thì đâu có bắt chỉ vân đi. Dù sao bắt sống A Thủy dễ hơn bắt sống chỉ vân rất nhiều. Tây Phương đào thở dài. Đúng là ta không biết tình cảm sâu đậm ngươi dành cho nàng ta là thật hay là diễn. Nếu ngươi diễn cho ta xem mà ta lại manh động bắt người, lỡ đầu ngươi bày kế cho thiệu diên bình làm chim sẻ đứng rình, thì chẳng phải là ta giết người uổng công sao? đôi mắt xinh đẹp của nàng đong đưa gợn sóng, gò má đỏ ửng. Nhưng chỉ Vân nhất định là người quan trọng đối với ngươi, nhìn ngươi nhảy dựng lên thế kia đủ biết ta chọn đúng rồi. Để hắn một thân một mình đuổi theo thẩm lang hồn và liễu nhãn đúng là nước đi sai lầm của ta. Đường lệ từ dịu dàng nói. Khi đó ta buồn phiền rối loạn, quên mất còn có tên điên nhà ngươi rình mò sau lưng, để hắn lẻ loi hành động rồi bị bắt, đây hoàn toàn là sai lầm của ta. Y kề sát chán mình vào chán nàng ta, một luồng chân khí từ ấn đường truyền thẳng vào đầu tây phương đào nói người giấu hắn ở đâu tây phương đào bật cười khanh khách vận khí chống đỡ cả hai đều mang tu vi nội lực kinh người lại đều là tà công tà đạo quái dị cực đoan hai luồng nội lực giao nhau ngay ở mảng da thịt nhỏ xíu nơi chán hai người chạm nhau va đụng rồi dội ngược về đấu pháp này nguy hiểm hơn xa so với dùng trường đối trường chỉ cần bất cần chút xíu thôi là não bị chân khí nổ tung mà chết. Nhưng nhìn đường lệ từ và tây phương đào ôm eo quấn cổ, áp chán nhau cười nói thì làm sao biết tình thế này sát cơ lồ lộ, lộ, hung hiểm khác thương. Tây phương đào dịu dàng nói. Chân khí của hoán công đại pháp quá mạnh, đúng là rất ghê gớm. Ngươi nhận được hơn xa liễu nhãn, chẳng trách hắn năm lần bảy lượt không đánh nổi ngươi, muốn biết chỉ vân ở đâu à. Cũng được thôi, ngươi giết thiệu Diên bình đi, ta sẽ nói cho người biết hắn ở đâu. Đường lệ từ cười nhạt, chân lực lại càng trào dâng, hừng hực như đao nung lửa. Ha ha, ngươi tưởng ta giết thiệu Diên Bình là ngươi có thể leo lên đứng đầu kiếm hội Trung Nguyên sao? Muốn kiếm hội Trung Nguyên nhận một nữ tử làm chủ là chuyện khó khăn vô cùng. Tây phương đào hóa giải chân lực nóng cháy mãnh liệt vô song của y có vẻ thành thạo. Kế sách độc nhất vô nhị, một nước cờ không thể đoán trước, há lại để ngươi đoán ra từng bước một. Đường lệ Từ hỏi. Lỡ đâu ta không giết thiệu Diên Bình mà lại giết Phổ Châu thì sao? Lời này vừa thốt ra, nội lực Tây Phương đào thoáng hỗn loạn, hiển nhiên là kinh hãi. Đường lệ từ nhanh chóng chiếm thế thượng phong, sắc mặt Tây Phương đào tái đi, chân lực trí dương chấn cho nàng váng đầu hoa mắt, hai tay đau đớn lạ thương. Ngươi! Đường lệ từ dịu dàng nói. Phổ Châu đang phải về tham gia đại hội phương trưởng của Thiếu Lâm, với tài trí, võ công, căn cơ Phật học của hắn thì không khó để được chọn làm phương trưởng. Hơn nữa ngươi còn ra tay lót đường cho hắn, phổ châu 10 phần thì đến 9 phần sẽ trở thành phương trưởng thiếu lâm. Mà ngươi đã hao tốn rất nhiều công sức lên người hắn, đợi hắn lên làm phương trưởng hiệu lệnh thiếu lâm, ngươi sẽ thu lưới tình êm dịu kia về. Thế là hắn chợt nhận ra đời này không thể vắng ngươi, dễ tình đã bén sâu, giờ quay đầu đã muộn, thân là phương trưởng lại mắc phải sai lầm lớn cho dù phổ châu thực sự là la hán hiện thế bồ tát hiện thân thì cũng không thoát khỏi bàn tay ngươi khi đó thiếu lâm tự chính là một chống lưng mạnh giúp ngươi làm chủ kiếm hội trung nguyên ngươi có thấy ta thần cơ diệu toán liệu sự như thần không ngươi ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ một kẻ ngụy quân tử phong lưu anh tuấn tâm tư ác độc như ngươi sao cứ phải đối đầu với ta nếu ngươi giúp ta thì mọi chuyện trên đời sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều ngươi không thấy thế à tây phương đào ngưng thần vận khí dần dần ngăn lại chân lực trí dương của đường lệ tư. Tuy hai ta không phải một loại người, nhưng cũng không khác nhiều lắm đâu. Đường lệ từ nhe răng cười. Sao ta cứ phải đối đầu với ngươi ấy à? Thiên hạ chúng sinh này vốn chẳng liên quan đến ta, nhưng mà ngươi, ngươi lại thu nhận liễu nhãn, dạy võ công cho hắn. Ngươi bắt hắn điều chế tinh quỷ cửu tâm hoàn, đẩy hắn vào con đường vạn kiếp bất phục. Ngươi cho hắn làm chủ nhân phong lưu điếm, biến hắn thành mục tiêu cho giang hồ nhắm vào, sau đó lại gài cho hắn thất bại ở núi hảo vân biến hắn thành chó mất chủ không nơi nương tựa a nhãn tâm tư đơn thuần tính tình ngoan cố hắn không hiểu từng bước đi trên con đường không lối về này là do ngươi sắp đặt từ sớm hắn căn bản sẽ không hận ngươi mà chỉ hận ta ngươi nói xem vì sao ta phải đối đầu với ngươi hàm răng y khẽ hé ra cắn vào tay trái tây phương đào hả đừng cắn tây phương đào cười khẽ ai đắc tội cũng đã đắc tội rồi biết làm sao được nội lực của nàng không phải trí dương nhưng cũng không phải âm lãnh một mình một kiểu đối chọi với chân khí đường lệ từ truyền sang cũng không rơi vào thị yếu rốt cuộc tu vi đến đâu khó mà đoán được phổ châu rất quan trọng với ta đừng có nổi điên lên đòi giết người thế này đi ta cũng không cần ngươi giết thiệu diên bình ta nói cho ngươi biết hắn ở đâu trong vòng ba ngày nếu ngươi không cứu được hắn ra thì không trách ta được rằng đường lệ từ khẽ nhả ra nhưng môi vẫn chạm lên vành tay nàng, cảm giác ấm áp tê dại vẫn quanh quẩn bên tay, hơi thở càng thêm động lòng người. Hắn ở đâu? Từ đây đi về phía bắc 30 dặm, dưới tán hoa trà ở Tây Phong Viên có một địa lao. Tây Phương đào mặt mũi đỏ ửng, tay trái ấm áp, ngay cả tay trái cũng bùn rùn mất sức, ánh mắt long lanh khẽ liếc đường lệ từ Thủ đoạn tán tình của đường công tử quả là, khiến ta bội phục. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, buông tay phải nàng ra chậm rãi ngẩng đầu thuận tay vuốt cầm nàng rồi thong thả lướt đi ngón tay y mềm mại mà có lực tây phương đào đứng dựa vào tường khẽ vuốt mặt mình vệt đỏ ửng trên mặt dần dần biến mất người này không giống liễu nhãn liễu nhãn chẳng qua là dựa vào tướng mạo trời cho và ưu thế tính cách mà khiến nữ tử siêu lòng còn y am hiểu sâu sắc mỗi ưu điểm trên thân thể mình hễ hành động đều có kết quả tuyệt đối không làm ra cử chỉ nào thừa thải. Cái gọi là cao thủ tán tỉnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra không thể dùng mỹ nhân kế với đường lệ từ rồi. Tây Phương đào khẽ cười, thật đúng là một con hồ ly tóc trắng gian xảo ác độc, khiến người ta bối rối không biết xuống tay từ đâu. Phổ Châu vừa bước qua bên ngoài hành lang, hắn không thấy cảnh hai người cận kề nhau, ôm eo hôn tai nhiệt tình trong phòng Tây Phương đào. Nhưng thành ôn bảo đi ngang qua không lâu sau đó lại nhìn thấy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.